Bây giờ là tập game đã xong, mình với bạn gái mình tập game xong rồi, bây giờ là tụi mình sẽ đi ăn. Dạ. Sẽ giới thiệu cho các bạn về một món huyền thoại đã thất lạc ở đây. Bye bye. Bye bye. Thì mình và bà và bạn gái mình đã đến cái nơi mà cái món ăn huyền thoại đó sẽ bắt đầu từ đây. Từ đây đây, đây là cái địa chỉ nha, bún quậy.vn luôn, quá xuất sắc. Tụi mình phải là tự làm nước chấm hết. Em làm nước chấm đi. Ok. Ở đây là tự phục vụ nha bạn, tại vì đó rất là đông. Nhiều cây em, cây đường. Nè, tắc đường. Chút muối. Nhiều đường. Không nói nhiều. Không nói nhiều thôi. Đây là một bạn nam, bạn đến từ Thái Lan và bạn rất là professional khi mà làm nước sốt. Bạn làm có chừng vô tay kìa. Cho em hai tô đầy đủ vậy chị. Từ em. Để làm gì? Để giấu hả? Để làm chứng minh nè. Con có hả? Kêu vậy thầy. Ok, vậy kêu Hoàng Anh Na. Tôi tha như vậy chờ. Hai đâu bạn ơi. Kêu ơi, con mua ba chứng minh nữa. Có đồ ăn, có đồ ăn. Món ăn huyền thoại này, tại vì cái này bắt nguồn miền Trung mà đã có rất là lâu ở đây rồi, cho nên nó bán ngày này qua tháng nọ, cho nên là vì nó nổi tiếng đó là khách rất là đông. Cái đây là cái gì ta, đây là chả, mà chả tôm đây có mực, nè tôm, nè bún nước lèo, thì rất là nhiều hành nha, đặc biệt nó là nhiều hành. Hôm nay làm cái này ngon quá. Ngon. Còn cái nước sốt này là tự làm, còn ngon hay dở là tùy mỗi người. Lý do tại sao nó thích đồ ăn Việt Nam.
thì tươi. Bún là bún tươi luôn nha, bún là người ta làm ra rồi ta mới làm, người ta mới cho vô tô. Bún thì làm tới đâu bán tới đó. Ở video tiếp theo là mình sẽ giới thiệu một cái nơi mà bán da ua có trên 30 năm. Quốc. Nó bán da ua, bán da gớt là có trên 30 năm hành nghề bán da ua đó. Và có cái gì đặc biệt ở đó thì ở video tiếp theo thì mình sẽ nói và review cho các bạn biết. Ăn gì hả? Ăn đi. Ăn. Muốn ăn anh hả? Muốn anh ăn chứ không phải muốn ăn anh đúng không? Nói lại đi. Tự muốn ăn anh chứ. Không tốt. Anh không cày. Ăn anh đi rồi anh ăn. Không cày. Anh ăn ớt vậy mà ăn anh. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi mình. Gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào. Good night.